Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào các bạn khán giả của kênh Tin Mới. Các bạn thân mến, những hành động ngang ngược trên Biển Đông dường như đã không còn xa lạ gì với thế giới nói chung và người dân Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, đáng xấu hổ hơn nữa khi quốc gia tỷ dân này lợi dụng đại dịch Covid để gia tăng sự bành trướng ấy. Cụ thể, mới đây nhất vào ngày 31 tháng 8 năm 2021, một nhóm người gồm 16 máy bay vận tải Trung Quốc đã bay xuống Biển Đông, áp sát không phận Malaysia và có các hoạt động đáng ngờ. Động thái này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện tại? Liệu có phải Trung Quốc đang có sự đe dọa chuẩn bị cho một trận đánh lớn? Chúng ta sẽ cùng phân tích vấn đề này trong video ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, ngày 31 tháng 8, hãng Reuters đưa tin, Không quân Hoàng gia Malaysia cho biết có đến 16 máy bay vận tải quân sự của Trung Quốc bay áp sát không phận nước này. Cụ thể là cách bờ biển bang Sarawak chỉ 60 hải lý, đây được cho là trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, hiện đang có chồng lấn với yêu sách 9 đoạn phi lý của Trung Quốc. Trước đó, vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 31 tháng 7, Trung tâm Phòng không đặt tại Sarawak đã phát hiện những hành vi đáng ngờ của máy bay Trung Quốc gần cụm bãi cạn Lukonia, hiện do Malaysia quản lý ở Biển Đông. Vào lúc 11 giờ 53 phút ngày 31 tháng 7, chủ yếu là máy bay vận tải chiến lược Xi'an Y-20 và Ilyushin 176. Đáng chú ý, các máy bay này không hề liên lạc với bộ phận kiểm soát không lưu trong khu vực, dù đã được chỉ thị nhiều lần, nhưng vẫn cố tình phớt lờ lao thẳng vào không phận Malaysia với tốc độ hơn 500 km/h. Buộc nước này phải điều các tiêm kích hoặc 208 để xác nhận thực tế và nhanh chóng ngăn chặn. Lực lượng không quân Malaysia cho biết các máy bay đã bay theo đội hình chiến thuật vào vùng thông báo. Malaysia tuyên bố hành động của Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền quốc gia và là vấn đề an toàn hàng không trong khu vực. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Malaysia đã trao công hàm phản đối ngoại giao, đồng thời yêu cầu Đại sứ Trung Quốc đưa ra lời giải thích về hành vi xâm phạm không phận này. Lập trường của Malaysia là rõ ràng, có mối quan hệ ngoại giao hữu nghị với bất kỳ một quốc gia nào. Không có nghĩa là chúng tôi sẽ đồng ý thỏa hiệp về mặt an ninh quốc gia của mình. Ông Hisamuddin Hussein, Ngoại trưởng Malaysia khẳng định trong một tuyên bố, Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định không làm gì sai trong sự việc. Lập luận rằng đây là hoạt động huấn luyện định kỳ theo kế hoạch, nghiêm ngặt tuân thủ luật pháp quốc tế và không xâm phạm không phận của bất kỳ quốc gia nào. Trung Quốc và Malaysia vẫn là hai quốc gia láng giềng thân thiện. Trung Quốc luôn sẵn sàng cho các cuộc tham vấn hữu nghị song phương với Malaysia để cùng duy trì được nền hòa bình và ổn định trong khu vực. Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh, đặc biệt, Đại sứ quán Trung Quốc còn cố tình xỏ riêng, mượn ý tứ từ Mỹ để đáp trả lại cáo buộc bằng một tuyên bố, nhấn mạnh máy bay Trung Quốc được phép hưởng tự do hàng không trên Biển Đông. Theo South China Morning Post của Hồng Kông đưa tin, đây không phải là lần đầu tiên các máy bay quân sự Trung Quốc hoạt động trong vùng thông báo bay Kota Kinabalu. Tuy nhiên, đây lại là lần đầu tiên Trung Quốc huy động một số lượng lớn máy bay và bay theo đội hình chiến thuật như vậy trong khu vực. Vậy rốt cuộc động thái này của Trung Quốc nhằm mục đích gì? Liệu có phải là một lời cảnh báo cho thấy chuẩn bị cuộc chiến lớn xảy ra hay là một tín hiệu rằng quốc gia này sẽ tiếp tục gia tăng căng thẳng trong khu vực nhằm nhanh chóng đạt được mục đích của mình? Quý vị đang có suy nghĩ theo hướng như thế nào sau khi nghe thông tin trên? Hãy chia sẻ quan điểm cho chúng mình bằng cách comment ngay dưới video này nhé! Sau đó thì chúng mình sẽ cùng tiếp tục với những phân tích đến từ kênh Tin Mới xem là chúng ta có cùng nhận định không nhé! Các bạn thân mến, trước tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay được một vấn đề, đó là Trung Quốc luôn rình mò lợi dụng những thời điểm nhạy cảm khi các nước khác gặp khó khăn để gia tăng hành vi ngang ngược của mình. Trong hoàn cảnh trên thì Trung Quốc hoàn toàn nhận thức được những khó khăn do Covid mà Malaysia đang gặp phải. Động thái bành trướng của họ diễn ra ngay khi Malaysia chuẩn bị áp đặt lệnh phong tỏa cả nước vì dịch bệnh Covid diễn ra phức tạp. Chọn được thời điểm phù hợp, Trung Quốc ngang nhiên phô diện sức mạnh quân sự, dường như họ đang cố chứng minh những trang bị của mình hiện nay đang được trang bị tốt đến như thế nào, nhằm gia tăng thế vượt trội, đồng thời phần nào cũng làm nhụt chí các bên đang tranh chấp khác. Trung Quốc chủ yếu nhắm vào Malaysia bởi
Thứ nhất là đúng vì thời điểm quốc gia này đang gặp khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch bệnh. Thứ hai thì lực lượng không quân Malaysia không được đánh giá quá cao, thậm chí còn có nguồn nhận định là yếu kém và thiếu nguồn lực. Thứ ba, Malaysia khả năng lớn sẽ không làm lớn chuyện để tránh leo thang căng thẳng, một phần vì tác động của Covid. Quốc gia này đang chịu áp lực kinh tế ngày một lớn. Trung Quốc lúc này lại đang là đối tác thương mại lớn nhất, đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phục hồi kinh tế của Malaysia. Chưa kể, Malaysia cũng là một trong những quốc gia đầu tiên được ưu tiên tiếp cận với vaccine COVID do Trung Quốc sản xuất. Vì thế, Trung Quốc lại một lần nữa có thêm sự gắn kết nhất định trở thành nguồn cung cấp vaccine quan trọng cho Malaysia. Có thể thấy được có quá nhiều lý do để họ cần duy trì mối quan hệ thân tình, thậm chí là bền vững với Bắc Kinh. Thông qua Malaysia, Trung Quốc có vẻ như đang muốn xem phản ứng của các quốc gia cũng đã có tuyên bố chủ quyền khác, đồng thời gửi gắm thông điệp của mình rằng Bắc Kinh đã có sự chuẩn bị rất tốt về mặt trang bị, dư sức để gia tăng thêm sự thống trị khu vực trong thời gian sắp tới. Thực tế, trong sự việc trên, dù là lần hiếm hoi có một số lượng lớn máy bay quân sự Trung Quốc bị phát hiện bay qua khu vực quần đảo Trường Sa xuống phía Nam Biển Đông, tuy nhiên, các máy bay này lại không đáp ở bất kỳ thực thể có đường băng nào mà nước này đang chiếm đóng phi pháp ở Trường Sa. Khả năng lớn đây là nằm trong chuỗi hoạt động huấn luyện bay nhằm làm quen và thích nghi với những khu vực chiến trường trên biển, chuẩn bị sẵn sàng cho các hành động mang tính chiến thuật như đổ bộ hoặc vận tải bằng nhảy dù. Nhiều chuyên gia quân sự cũng đưa ra dự đoán rằng sau động thái trên, Bắc Kinh có thể sẽ tiếp tục phô trương sức mạnh ở Biển Đông, thúc đẩy mở rộng yêu sách chủ quyền bất chấp quan ngại của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ. Lập luận đó là căn cứ khi mà trong những năm gần đây, dù các quốc gia đều đang lao đao oằn mình chống lại đại dịch, thì Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng các hành động hống hách. Cụ thể, vào năm 2020, tàu thăm dò của Trung Quốc và Malaysia đối đầu nhau liên tục trong suốt một tháng ròng, nhấn mạnh là việc này diễn ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Cũng trong thời điểm này, quần đảo Senkaku do Tokyo đang nắm quyền kiểm soát cũng bị Bắc Kinh đơn phương tuyên bố đòi chủ quyền, tự đưa ra tên gọi là điếu ngư. Họ đưa ra luật hải cảnh mới bắt đầu thực thi, bất chấp mọi dư luận và thậm chí là cả luật pháp quốc tế. Luật này cho phép hải cảnh Trung Quốc được sử dụng vũ khí nhằm vào các tàu nước ngoài bị Bắc Kinh cho là xâm phạm vào các vùng biển thuộc chủ quyền của họ. Kể từ đó, hải cảnh quốc gia này tăng cường tần suất xuất hiện, ngang nhiên tiến vào vùng biển gần quần đảo Senkaku điếu ngư đang có tranh chấp 2 lần trong một tuần, trong khi trước đó là khoảng 2 lần trên một tháng. Tiếp đó, vào tháng 3 năm 2021, nhiều quan chức Philippines cho biết phát hiện khoảng 220 tàu neo đậu nhiều ngày tại đá ba đầu, dạng san hô có hình chữ V thuộc cụm sinh tồn trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Những con tàu này được cho là do lực lượng dân quân biển Trung Quốc trực tiếp điều khiển. Cũng trong thời điểm đó, Đại sứ quán Trung Quốc đã đưa ra lời giải thích rằng đây chỉ là những tàu cá và đang phải trú ẩn do gặp điều kiện xấu trên biển. Tuy nhiên, thực tế thì lại cho thấy những con tàu đang neo đậu trên không thực sự đi đánh bắt cá. Chúng bật đèn sáng toàn bộ vào ban đêm. Hành động đó đã khiến nhiều người nhận ra đây là một trong những chiêu trò nằm trong chiến lược vùng xám của Trung Quốc, dần hiện thực hóa việc xâm chiếm Biển Đông của mình. Tháng 4 năm 2021, quốc gia này tiếp tục đưa vào biên chế 3 tàu khu trục tiên tiến, trong đó có một tàu tấn công đổ bộ Type 075 tại căn cứ hải quân lớn nhất nước này thuộc tỉnh Hải Nam. Động thái đó làm tăng thêm suy đoán rằng rất có thể Trung Quốc sẽ triển khai tàu tấn công đổ bộ lớn nhất với khả năng chở khoảng 30 máy bay trực thăng cùng hàng trăm binh sĩ đến khu vực Biển Đông. Và động thái mới đây nhất, sự việc điều 16 máy bay quân sự vào không phận Malaysia mà Trung Quốc tuyên bố rằng hành động của họ là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Họ đang nghiêm túc tôn trọng tự do hàng hải và hàng không cho tất cả các nước, là một lần nữa cho thấy sự ngang ngược của quốc gia này khi mà họ lớn tiếng la lối người Mỹ, nhưng chính họ lại đang làm điều đó với những quốc gia nhỏ bé hơn mình. Trong trường hợp này, hành động của Bắc Kinh thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều khi mà Trung Quốc không hề công nhận về vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, lập luận rằng mọi thứ đều nằm trong đường chín đoạn vô căn cứ của họ. Điều đó cho thấy họ chỉ tôn trọng quyền tự do hàng hải của chính mình, chứ không hề đúng như những gì trong lời tuyên bố. Gần đây nhất, thông báo được đăng trên website của Cục Hải sự Trung Quốc NSA còn cho biết Trung Quốc sẽ có một cuộc tập trận kéo dài cả tuần diễn ra tại vùng biển phía tây của bán đảo Lôi Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, tức là Vịnh Bắc Bộ, từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 9.
Từ đầu năm đến nay, cũng theo các báo cáo được đăng trên website này, Trung Quốc đã tiến hành hoặc lên kế hoạch ít nhất 34 cuộc tập trận trên Biển Đông, bao gồm 13 cuộc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ và một cuộc tập trận trái phép xung quanh quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Với những diễn biến gần đây như việc đưa số lượng lớn máy bay quân sự trên không phận, tàu chiến và tàu thăm dò vào vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, Philippines, Việt Nam, Nhật Bản, Đài Loan. Bên cạnh đó, liên tục các cuộc tập trận cho thấy Trung Quốc vẫn không ngừng tăng cường hiện diện quân sự, hòng đạt được âm mưu của mình trên Biển Đông. Rất có thể sẽ có một cuộc chiến lớn xảy ra cả về mặt ngoại giao lẫn quân sự, bởi lẽ phục hồi kinh tế nhanh, sức mạnh quân sự ngày càng tăng mạnh chính là những lý do khiến cho Trung Quốc tương đối tự tin về vị thế hiện tại của mình. Quốc gia này đang gia tăng hành động nhằm mục đích làm giảm quyết tâm chính trị một cách từ từ của các đối thủ địa chính trị khác, sau đó sẽ dần nuốt chọn Biển Đông theo đúng kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên thì sẽ không dễ dàng thế cho Trung Quốc. Mọi thứ đều sẽ có trật tự theo đúng luật pháp quốc tế. Từ đầu năm tới nay, không chỉ có Mỹ, chúng ta đã được chứng kiến sự xuất hiện dồn dập của tàu chiến các nước lớn trong khu vực phương Tây đổ về Biển Đông. Sự phối hợp ngày càng gia tăng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu hoàn toàn nằm trong nỗ lực kiềm chế tham vọng địa chính trị của Trung Quốc. Những động thái này đầy tính răn đe, đó như một lời nhắc nhở với Trung Quốc rằng, nếu quốc gia này không thận trọng hơn với những quyết định hành động quân sự của mình, cái giá phải trả sẽ là vô cùng đắt. Các bạn thân mến, Việt Nam chúng ta trong bối cảnh ấy vẫn giữ vững lập trường chống lại chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc, luôn tăng cường hợp tác quốc tế, đồng thời tích cực đẩy mạnh việc xây dựng quân đội hùng hậu cả về mặt nhân lực và vũ khí quân sự. Chúng ta, những người dân của đất nước Việt Nam, đất nước yêu trụng hòa bình, hãy cứ vững tin vào những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc thế lực thù địch. Vậy là đủ. Đến đây thì thời lượng của video cũng đã hết rồi. Quan điểm của các bạn như thế nào về vấn đề này? Để lại comment trong phần bình luận ngay bên dưới video này nhé. Cũng đừng quên cho chúng mình một lượt like, share và subscribe để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc của quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.